iPhone 16 Pro Max. Xài rất ngon nha, máy lóc là xài rất ngon, sống rất mạnh nha anh em. Nó khi xin xin đẹp này. Khi mình lắp vô là như zin luôn. Với cải tiến của SIM RONEW 2.6 thì nó sẽ rất là mạnh mẽ với những SIM mà mạng Mobi nha. Mình đã rất là ok, mình đã gửi tỉnh anh em test rất là ok này. Hôm nay mình có một máy iPhone 16 Pro Max. Cái này là lắp AT&T. Mình sẽ ghép cho anh em coi nha. Cái khay SIM nó thì rất đẹp thôi, bình thường mình cũng lắp như vậy thôi. Đó. Nhà mạng đây là nhà mạng Xiaomi, là nhà mạng con nha. Sóng nó rất yếu nhưng mà mình vẫn ghép, không cần ghép quay LTE luôn. Rồi, mình đỡ nó thẳng lại cái ok. Giữ lại cho cố định nha anh em. Rồi lắp theo chiều này. Để cho thôi. Xem nó rất đẹp như zin luôn nha anh em. Như máy quốc tế luôn nè. Wow. Rồi. Bây giờ mình sẽ ghép mà nhà mình, vì đã chết, mình đã chết nó là AT&T rồi nên khỏi cần chết lại. Nó hiện bản gì? Anh em nhập cái mã này cho nó chuẩn nha. Đây mình chọn select carrier. IMT này, anh em nhập mã 3131300, bấm gửi. Nó hiện cái gì nữa, mình cứ bấm gửi. Rồi bấm gửi luôn, chỉ cần bấm send lên lại là được nha. Và nó, nếu đúng thì nó vô trong như vậy. Mình vô cài đặt di động này. Khi nó bật tắt chế độ máy bay cái đã cho nó lên lại cái chỗ này, làm do bật dữ liệu di động nha. Tắt cái voice LTE này cho chuẩn. Anh em nên Mobi và những mạng con của Mobi thì chọn LTE nha. Đó. Nó bị như vậy, anh em chỉ cần đơn giản bấm cái vô ứng dụng SIM này, bấm chữ reload, nó tự động lên sóng. Anh em kéo cái cột sóng, anh em khi ghép SIM á, mình tắt wifi đi. À, lên 3G và mình muốn cập nhật luôn. Cái này là mạng con của Mobi nha, nên xài sóng nó rất yếu nhưng mà xài vẫn ok, ngọt ngào luôn nha anh em. Rồi như vậy là được nha. Bây giờ mình thử nghe gọi. Anh em thấy để biết thông tin rất là chuẩn nha. Mình chưa xét cái gì hết, rồi mình tiếp tục là mình thử 4G. Đó, rất là nhanh luôn. Rồi, còn lại là những cái thao tác khác, load APC rồi là anh em tính sau nha. Mình quên nói với anh em cái này á, là iPhone 16 series nó là chip Qualcomm, nên là chọn TMD chứ không phải là nó là chip Intel đâu nha anh em. SIM 2.5 mình nó nhầm lẫn như vậy nên mình phải bắt buộc nâng lên 2.6 và mình kèm những nâng cấp cho SIM Mobi và những mạng con của Mobi này. Anh em ở tỉnh thì xài cho ok. Rồi chào anh em, chúc anh em vui vẻ. Mình giới thiệu tí nha, đây là group Facebook của mình nơi anh em iPhone lock và SIM ghép sinh hoạt rất vui vẻ, chia sẻ kinh nghiệm cho anh em. Anh em đừng ngại đặt câu hỏi, sẽ có anh em trả lời liền. Cũng là rất mua bán iPhone lock và iPhone khác nha, mời anh em mua bán thoải mái uy tín, anh em yên tâm. Tí nha, muốn ổn định và giữ sống tốt thì sử dụng SIM ghép RONEW 2.5, được pin RONEW đặt riêng cho thị trường Việt Nam, thao tác đơn giản hai chạm, giữ sống tốt ổn định nhất theo ban tầng Việt Nam, bảo hành 6 tháng, nâng cấp phần mềm miễn phí nha nè. Anh em ở xe chỉ cần nhấn số mang nhận SIM lắp vô như video mình gửi lại mình xài được thôi. Nếu những bước trên anh em vẫn không sử dụng được iPhone lock của mình thì hãy liên hệ mình, mình sẽ hướng dẫn anh em. Anh em thấy hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ giùm mình nha. Cảm ơn anh em, chào anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ.